Thơ Nguyễn Yên Lạc đã ra mắt tập thơ Hồn Thơ Bốn Phương. Đây chính là tiếng lòng của những người yêu thơ trước tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam. Được thành lập năm 2021, đến nay câu lạc bộ Mặt Yêu Thơ Yên Lạc có gần 1.000 thành viên là những người yêu thơ trên mọi vùng miền của Tổ quốc. Tất cả họ đã đến với nhau bằng tình yêu thơ và sự gắn kết thông qua mạng xã hội Facebook. Đây là sân chơi, nơi giao lưu gặp gỡ giữa các tác giả tác phẩm thơ bổ ích, kết nối tình bạn bốn phương bằng ngôn ngữ thơ ca. Buổi ra mắt tập thơ Hồn Thơ Bốn Phương là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của câu lạc bộ Mặt Yêu Thơ Yên Lạc trong phong trào xây dựng văn hóa văn nghệ cơ sở, đồng thời đánh dấu câu lạc bộ tròn 1 năm thành lập với sự miệt mài đam mê của các thi hữu đã chung tay đoàn kết xây dựng nên tập thơ có chất lượng, mạnh về số lượng, phong phú đa dạng về nội dung. Thơ Hồn Thơ Bốn Phương gồm 245 bài thơ là nơi gửi gắm tâm tình của 49 tác giả. Có thể nói mỗi phần thơ là những dòng xúc cảm dâng trào, là niềm vui niềm tự hào của mỗi tác giả về đứa con tinh thần của mình luôn khát khao vươn tới chân thiện mỹ, ước mong được dâng hiến và xây dựng cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Phong trào thơ giao lưu thơ giữa các thành viên tác giả với bạn yêu thơ. Vừa qua, ca sĩ Tăng Ngân Hà cùng nhạc sĩ Lương Quang Minh chính thức công bố ra mắt nền tảng VAB. Đây là VAB là nền tảng giúp các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo dễ dàng kết nối và chia sẻ, bảo vệ quyền sở trí tuệ và rút ngắn khoảng cách với công chúng. VAB là một dạng web app được thiết kế gần giống với một trang thông tin.